Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên em nhá. Cuối chiều hôm nay thì tranh thủ lên nhanh cho bác mấy cặp loa để về các bác có thể là ghép vào công suất hoặc là làm loa trợ lời gì đó nhá. Đấy thì hôm nay em lên cho bác 3 cặp. Nói chung là 3 cặp này thì em sẽ xả rẻ thôi nhá các bác nhá, xả rẻ thôi. Đấy thì cũng gọi là dưới 1 triệu một cặp thôi. Đấy. Thì như này. X7A này nhá. Đây cặp X7A vẫn còn nguyên đai nguyên kiện này. Đây. Đấy, vẫn đài như này. Đấy, hàng bãi thì nói chung là cái chuyện bụi bặm một tí hay là nó trước sắt nhẹ một tí thì quá thông cảm nha, nó không tránh được đâu. Đấy thì cặp X7A là vẫn còn nguyên đai nhá. Đấy thì giá cặp này thì sao nào? Sau à, con này đằng sau là nó cũng hình thức thì nó cũng chưa được đã mắt cho lắm rồi. Cặp này thì để các bác 850 nhá. 850. Đấy, con này công suất là 70 này, trở kháng là 5 ohm này. Công suất 70 trở kháng 5 ohm. Đấy. 850 cho con này các bác nhá. Đấy, giá 850. Bát 13 chép dom. X7A các bác nhá, SX7A nhá, chép dom, bát 13. Đấy. Bác nào chốt cặp nào thì để em test bàn giao cặp đấy nhá. Cứ chốt cặp nào em test bàn giao cặp đấy được chưa ạ? Cặp này là 850 này. Đấy, con này là con anh chả 7XDV cả. Con này dòng đời cao đấy các bác nhá. Đấy, con này bát nó không biết là màu này hay là nó kiểu bị ngả màu như này, nhưng mà nói chung là này, phía dưới này bị một xíu này. Đấy. X7A. X7A. À con 7GDV à? 7GDV con này là phía sau cũng rất là đẹp. Đấy, con này thì công suất là 70 trở kháng 4 ohm. Đấy, 622, 632 số series. Cầu kẹp các bác nhá. Đấy. Con này về các bác mà ngồi chịu khó tầm một vệ sinh tầm khoảng gọi là 4 5 phút thì em thật các bác hàng đẹp long lanh luôn. Thôi nhá, chịu khó ngồi vệ sinh đi tí. Ngồi vệ sinh qua tí là đẹp ngay. Dòng này thì cũng là dòng bát 13 các bác nhá, bát 13. Kích thước thì cái dòng này nó xem nhau nhá, ba cặp này thì kích thước xem nhau, cao là 27, rộng là 15.5 và sâu là 23.5 nhá. Cái chiều sâu này, đấy, còn chiều rộng này. Sâu là 23.5 này, rộng là khoảng 15.5 này. Và cao từ đáy loa cho tới lên đỉnh loa là 27. Đấy. Cặp này thì 7XDV đời cao đấy, nhưng mà thôi nó bị hơi xíu kia dưới kia thì cặp này để các bác giá là 880 nhá, cho lệch nhau đi. Con này là 850 này. Con này là 808 này. Đấy, được chưa? Đấy. Thôi con này để các bác 800 đi nhá, cho nó dễ đi. Con này 850, con này là 800. Đấy, 7XDV 800. Đấy, tiếp tục là đến con này. Đấy, thì nói chung bác là cứ chốt cặp làm test cặp đấy. Cặp này là cặp MS3. Ấy chả. MS3 đúng rồi, chuẩn luôn. Công suất 50 trở kháng 6 ohm các bác nhá. Đấy, MS3 công suất 50 trở kháng 6 ohm. Rồi. Cái này không sao quá nhá, không ảnh hưởng gì nhá. Đấy. Cầu kẹp. Đấy, cặp này thì bát 13 màng carbon, nón là nó kiểu nón dẹt các bác nhá, dòng nón dẹt nó không phải nón nồi như dòng này. Đấy, thương hiệu Đờ Lông. Đấy. Gân cao su màng carbon. Đấy, màng này nó kiểu màng xanh, gọi là xanh gì, xanh cốm à. Đúng các bác, gọi là xanh cốm, xanh rêu gì đấy. Dòng này thì tiếng bát rất ấm nhá. Bác nào thích nghe bát mà kiểu bát ấm ấy, thì nghe dòng này. Còn muốn nghe trung âm tép sáng thì nghe dòng này. Trung âm và tép rất là sáng luôn. Còn dòng này thì thiên về bát, bát ấm, nghe bolero rất hay. Đấy, ba cặp này thì các bác nào thích thì làm loa trợ lời cũng được nhá. Trợ lời hay là nghe nhạc hay là gì đó thì cũng vô tư, thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Trợ lời hay là nghe nhạc hay là ghép vào làm loa kiểu trợ lời hát cũng ok. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà làm loa trợ lời hát ấy, thì các bác phải nghiên cứu xem là có cần đấu tụ hay phân tần gì đó không nhá. Có thể qua kênh YouTube hay là thợ hay là mình tự nghiên cứu nhá, đo đạc. Đấy, để làm loa trợ lời cho hát. Còn nếu mà loa trợ lời nghe nhạc thì thoải mái. Bởi vì dòng này công suất có 70 cơ. Đấy. Hay là các bác có thể là có công suất rồi thì đấu vào nghe cũng được, thành một bộ dàn mini nghe cũng sướng. Nhưng nói chung thì những con loa này thì ăn đứt loa của vi tính nhá. Đấy. Cặp này giá là 900 này. MS3 là 900 này. Con này 800 này. Con này 850 này. Đấy thì bác nào mà chốt mã nào thì alo cho mã đấy nhá. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.